các bạn, hoan nghênh các bạn đến với kênh Thuận Nước Miền Tây. Hôm nay là mình sẽ chia sẻ gì cho các bạn những hình ảnh sau 15 ngày toàn dân hạn chế ra ngoài đường. Thì hôm nay mình sẽ ghi lại những hình ảnh tại thành thị trấn Mỹ Xuyên để cho các bạn xem những hình ảnh này nơi đây xem như thế nào. Hiện bây giờ là mình đang ở trên đường tỉnh Lộ 8 hay là đường Triệu Nương, đi thẳng vào chợ thành thị trấn Mỹ Xuyên các bạn. Đây là cái chỗ gần trung tâm của chợ. Bên này là đường tỉnh Lộ 8, bên kia là nhà lồng chợ. Hiện bây giờ hướng này là mình đi thẳng về các huyện như Trần Đề hay là Vĩnh Châu. Thì hôm nay sau 15 ngày để mà theo lệnh thì mình thấy bà con hôm nay cũng rất là hơi đông người các bạn, là do hôm nay là ngày cuối cùng của lệnh, cho nên mình sẽ chia sẻ những hình ảnh này cho các bạn xem và một vòng ở chợ Mỹ Xuyên như thế nào. Phía trước mình là cái ngã tư chỗ đường tỉnh Lộ 8 và đường Ngô Quyền, là chỗ này là cũng là trung tâm luôn các bạn. Thì những quán cà phê người ta cũng vẫn còn đóng cửa do hôm nay là ngày cuối. Ngày mai mới là chính thức được mua bán trở lại, nhưng mà đang đợi lệnh coi như thế nào. Thì hôm nay mình thấy khu vực chợ thì khách đi chợ cũng hơi đông các bạn, và hàng quán của quán cũng hơi nhiều. Bây giờ mình đi vào khu vực chợ mới ở nơi đây một vòng để cho các bạn xem. Thì hôm nay mình thấy bà con cũng đi chợ rất đông. Đây là cái nhà lồng chợ mới nha các bạn, ở phía bên tay trái mình. Khu vực này người ta bán hàng sáng. Và nhà lồng chợ này khi cắt lên thì bà con không có vào đây bán, chỉ có để bán cà phê hay quán ăn thôi các bạn. Thì ở đây mình thấy cũng trong nhà lồng cũng có người rồi, chút đỉnh người ở nơi đây. Thấy có vài bàn cà phê ở nơi đây luôn các bạn. Bây giờ mình đã đi cuối đường ở dưới bến đò cũ của chợ Mỹ Xuyên ngày xưa, là kêu bằng là cầu Bà Thủy đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi lên đường cầu để mình đề về đường Hoàng Diệu ở nơi đây. Mình sẽ đi lên hướng này. Đây là cái cầu Bà Thủy các bạn. Thì hướng này là mình sẽ chạy thẳng vào, đi đường thẳng luôn thì mình sẽ đi vào chợ, đầu chợ của Mỹ Xuyên luôn các bạn. Bây giờ mình đi một đoạn để cho các bạn xem tình hình ở nơi đây như thế nào sau 15 ngày giãn cách xã hội của cả nước. Các bạn nhìn thấy ngay cái đầu ngã tư của chợ Mỹ Xuyên các bạn. Khu vực đó là khu vực chợ rau cải và những cái hàng xén nơi đó rất là đông. Bên này là mình đi sẽ vào ở chợ Nhà Lồng của huyện Mỹ Xuyên. Các bạn nhìn thấy hôm nay thì bà con cũng rất là đông các bạn.
Bây giờ mình sẽ đi vào cái đường này để mà xem về ngay cái đường Chùa Bà của huyện Mỹ Xuyên đó các bạn. Thì hai bên đây thì bà con người ta cũng mua bán đồ và những quán cà phê rất đông. Phía trước mình là chùa Bà Quảng của huyện Mỹ Xuyên các bạn. Hôm nay cũng là đúng ngay cái lễ vía của bà, 23 tháng 3 âm lịch hàng năm thì ở chùa có tổ chức, nhưng năm nay do cái tình hình này thì chùa không có tổ chức và đóng cửa luôn các bạn. Đây là chùa Bà Quảng của huyện Mỹ Xuyên. Bây giờ mình sẽ đi ra để chỗ đầu chợ của huyện Mỹ Xuyên các bạn. Đây là khu vực người ta bán chỗ đồ hộp, điểm bách hóa đó các bạn, rất đông. Ở phía trước mình là đầu chợ nhà lồng Mỹ Xuyên. Đây là nguyên cái chợ nhà lồng Mỹ Xuyên đó các bạn. Bây giờ mình đã đi bên hướng tay phải là ở đây là đường một chiều các bạn, mình đi đường Trưng Dương của huyện Mỹ Xuyên. Thì sau 15 ngày giãn cách xã hội thì mình thấy hôm nay là ngày cuối, cho nên bà con cũng đi chợ rất đông ở khu vực thì chợ Mỹ Xuyên hôm nay. Đây là đầu chợ và phía sau của nhà lồng chợ Mỹ Xuyên các bạn. Chỗ này là khu vực rất đông. Bà con đi chợ hôm nay các bạn nhìn thấy những bãi giấy xe rất là đông xe để gửi. Hiện nay thì thị trấn Mỹ Xuyên thì cũng còn vắng vẻ những cái quầy hàng bán quán ăn hay là quán cà phê các bạn. Chỉ có một số người ta đi chợ. Bây giờ mình sẽ quẹo xuống cái đường này để mà đi một vòng ở khu vực này nha các bạn. Đường này là đường Phan Đình Phùng của huyện Mỹ Xuyên. Giờ giáp ranh với nó là đường Nguyễn Thái Học của thị trấn Mỹ Xuyên các bạn. Bây giờ mình sẽ quẹo bên tay trái thì mình sẽ đi về đường Nguyễn Thái Học của thị trấn Mỹ Xuyên. Thì tới đây mình sẽ đi quẹo bên tay trái, mình sẽ về đường Lý Thường Kiệt của huyện Mỹ Xuyên luôn các bạn. Thì đường này là ngay cái ngã tư ngân hàng của Mỹ Xuyên các bạn.
Rồi sông nước miền Tây xin mến chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Các bạn nhớ đón xem những video kế tiếp của sông nước miền Tây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Chào và hẹn gặp lại. Đây là chỗ ngân tư ngân hàng của huyện Mỹ Xuyên các bạn. Giờ mình đi quẹo tay phải thì mình đã về hướng đường Lê Lợi, đi về thành phố Sóc Trăng.